Vâng, chào các bạn. Hôm nay tôi đến chỗ văn phòng của anh Bùi Thanh Hiếu, tức là blog Người Buôn Gió. Thì trong thời gian vừa qua thì như các bạn cũng đã biết, rộ lên trên mạng xã hội, các truyền thông trong và ngoài nước Đức cũng như trên thế giới miêu tả rất nhiều những cái thông tin về việc mất tích của ông Trương Duy Nhất, được cho là mất tích ở Thái Lan, với tình tiết là bắt theo như Bùi Thanh Hiếu đưa ra thì anh ấy nói rằng là bị bắt cóc và bị mật vụ của Việt Nam bắt cóc. Vậy để trả lời rất là nhiều những câu hỏi của người Việt Nam quan tâm đến vụ việc này cũng như có những cái tình tiết mới, thì vậy hôm nay tôi gặp anh Hiếu và anh có thể cho biết thêm cái thông tin về cái việc này. Vậy vì sao cái việc lần đầu tiên anh đưa cái tin này ra vào ngày 26 tháng 1 năm 2019 là việc ông Trương Duy Nhất có thể đang bị lập kế hoạch bắt cóc và sau đó đúng quả thật là bị như vậy? Thứ nhất là về cái chuyện mà anh sang Thái Lan từ ngày 19 đến ngày 21. Từ ngày 19 thì anh sang Thái Lan, thì đến các cái ngày 23, 24 thì tôi cũng biết được là anh Nhất anh đang có mặt ở Thái Lan và anh đang xin cao ủy xin tị nạn. Thì lúc đấy thì tôi được một cái nguồn tin thì trong nước người ta cho biết là bên Tổng cục 2 họ cũng đang được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, lúc đấy là ngày 21 thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đến Tổng cục 2 quân đội với cái nội dung là kiểm tra tình trạng là sẵn sàng chiến đấu, tức là kiểm tra tình trạng là trước khi là có cái từ mà kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của Tổng cục 2 ấy, thì nó ngầm cho người ta hiểu rằng là đấy là bắt đầu là có một cái nhiệm vụ mới. Thì cái Tổng cục 2 này do cái Trung tướng Phạm Ngọc Hùng, thì là cái chỗ họ hàng với ông Thân Đức Lam. Ông Thân Đức Lam thì ông là người mà đã là phe ruột của Nguyễn Xuân Phúc, rồi cũng đưa Nguyễn Xuân Phúc lên làm, đã bỏ tiền ra rồi đưa Phúc từ Đà Nẵng ra Trung ương, rồi từ Trung ương bắt đầu đưa lên làm thủ tướng như ngày nay. Thì khi mà Phúc đến gặp Trung tướng Phạm Ngọc Hùng ấy, thì là có nguồn tin tiếp là có cái lệnh là đi sang thực hiện cái nhiệm vụ là đi bắt Nhất về. Thì tôi cảm nhận được cái điều đấy thì tôi biết một cái status là tôi bảo là Tổng cục 2 đang nhận nhiệm vụ của Nguyễn Xuân Phúc để thực hiện một vụ bắt người ở nước ngoài. Thì lúc đấy nhiều người người ta cũng xôn xao là không là bắt người nào ở nước ngoài, người ta hỏi tôi cũng không muốn trả lời rõ ràng. Sau đấy thì cái status đấy của tôi là tôi bị xóa mất Facebook, báo cáo bị bọn lực lượng dư luận viên báo cáo Facebook rồi bị xóa mất cái status đấy. Và tiếp đến là tôi bị khóa 3 ngày thì tôi không thể nào nói được gì được. Vâng, và anh có thể tả thêm cái thông tin, và anh là cái người đầu tiên loan tải cái việc ông Trương Duy Nhất mà như anh nói là bị Tổng cục 2, tức là Tổng tình báo quân đội bắt cóc tại Thái Lan. Vậy Thái Lan là một nhà nước quân chủ mà cũng khá là nhiều đảng phái khác nhau, thì tại sao lại xảy ra những việc này ở lực lượng cảnh sát đó, và tại sao lại có cái sự quan hệ với cả Việt Nam như vậy ạ? Cái chuyện là cảnh sát Thái Lan thì họ bây giờ họ ở trong cái chế độ của họ thì họ cũng phức tạp, thậm chí là họ có thể là ăn với lọ rồi là lọ kia rất là nhiều. Trước đây thì cảnh sát Thái Lan đã giúp cho cái bọn cho cảnh sát Việt Nam hoặc là cơ quan tình báo Việt Nam bắt rất là nhiều người đưa về Việt Nam. Cái tổ chức nhân quyền quốc tế chắc họ lưu giữ vài trường hợp về những người đấu tranh chính trị mà bị bắt đưa về. Nhưng mà tôi nói cho anh biết là có rất là nhiều trường hợp nó không phải là những người đấu tranh chính trị đã bị cảnh sát Thái Lan bắt và giao cho Cộng sản Việt Nam đưa về qua một con đường riêng. Tức là nếu mà họ đưa qua con đường chính thức thì họ thấy nhiều khê rồi thấy phiền phức, chẳng hạn như người tội phạm như kiểu như là lừa đảo rồi là cướp bóc rồi trấn lột ý. Thì khi cảnh sát Việt Nam nó đưa cái hồ sơ đấy cho cảnh sát Thái Lan mà đây là thằng này là trộm cắp, thằng này là lừa đảo ấy, mà bây giờ thì bọn mày giao cho tao thì tao đưa nó về luôn, thì khỏi phải thông qua rồi các cái thủ tục về ngoại giao các thứ, nó phiền phức, nó không đáng như thế, rồi tao kiểu đưa cho bọn mày ít tiền. Thì cái bọn cảnh sát Thái Lan thì có một số bọn thì nó nhìn thấy là đúng là thằng này là đối tượng này là lừa đảo hoặc là trộm cướp hay là gì đấy thì thôi thì nó bắt thì nó đưa luôn cho bọn Việt Nam, nó qua đưa hơn qua biên giới luôn. Về Campuchia thì gần như là nhà nước Hun Sen thì nó thân với chế độ Cộng sản Việt Nam rồi thì nó không thành vấn đề, thì nó muốn đưa về nào cũng đưa. Thì xong ở trên cái cơ sở đấy thì có thể là bọn Tổng cục 2 như vậy nó mang tiền bạc sang rồi nó cũng lập lên một cái hồ sơ giả
chẳng hạn là những cái hồ sơ giấy chứng nhận trông duy nhất là kiểu như là có dính dáng đến những cái vụ mà lừa đảo bất động sản lọ kia các thứ, rồi nó đưa cho bọn cái các bọn cảnh sát đấy, thì bọn cảnh sát đấy thì nó cứ tưởng là đây là thằng này cũng như cái bọn kia thôi, đều được mớ tiền, thì bắt đầu nó đi nó truy tìm, nó trích xuất từ camera, rồi nó sử dụng các biện pháp định vị, rồi sử dụng các biện pháp đấy kết hợp với bọn tổng cục 2, nó có những cái người mà gọi là tay chân của chúng nó nằm ở trong những cái cộng đồng người Việt ở Thái Lan đấy, thì nó gọi điện, nó báo lại cho bọn cảnh sát Thái Lan là ông Nhất đang ở cái số điểm này này, thì là bọn cảnh sát Thái Lan nó đi đến đấy nó bắt, xong rồi nó giao lại cho bọn tổng cục 2.